Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vọc Vạch của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là cập nhật phần mềm hay là cập nhật cái phiên bản iOS cho con iPhone 8 này, iPhone 8 Plus, iPhone X. Nên cái phiên bản iOS cao nhất ở cái thời điểm mình làm video này là phiên bản 16.7.2 nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào trong cài đặt cho các bạn coi thông tin cái con iPhone này của mình nhé. Đây mình vào cài đặt chung này, vào giới thiệu này. Đó, đây là con iPhone 8 này. Nó đang chạy cái phiên bản iOS là 15.5 nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ cập nhật lên cái phiên bản cao nhất ở cái thời điểm mình làm video này là 16.7.2 nhé. Đó, đối với iPhone 8 Plus, iPhone X thì các bạn cũng làm tương tự như cái video này của mình nhé. Mình sẽ quay trở lại này. Các bạn để ý cho mình nhé. Các bạn cũng cần chuẩn bị pin cho mình từ 50% pin trở lên nhé, là chúng ta có thể là cập nhật được rồi. Và các bạn nên có một cái kết nối wifi khỏe một chút nhé, nó tải về và nó cập nhật sẽ nhanh hơn. Rồi mình sẽ quay trở lại này. Đây nhá, ở cái màn hình cài đặt như này, các bạn sẽ vào cho mình cái mục là cài đặt chung này. Đó. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là cập nhật phần mềm này. Đó, các bạn chờ một chút nhá, nó đang kiểm tra cập nhật này. Đó, đây nó đã phát hiện ra cái phiên bản cập nhật mới nhất ở cái thời điểm hiện tại này là cái phiên bản 16.7.2 nhá. Đó. Nếu mà các bạn không thấy nó cập nhật, nó hiện lên như này thì có thể là ở cái mục tự động cập nhật các bạn đang tắt nhé. Ví dụ mà các bạn đang tắt cái mục như này thì các bạn sẽ bật lên cho mình nhé. Đó. Thì các bạn cũng sẽ kiểm tra được như này. Kiểm tra được như này rồi đấy thì các bạn sẽ chọn cho mình là tải về và cài đặt nhé. Rồi các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu mở khóa màn hình, cái mật mã của iPhone của chúng ta vào nhé. Rồi đây thì các bạn sẽ cần phải đồng ý với điều khoản và điều kiện của Apple nhé. Mình sẽ bấm vào đồng ý này. Mình sẽ bấm vào đồng ý này. Đó, rồi các bạn chờ một chút nhé. Đây mình đã yêu cầu cập nhật rồi này. Mình sẽ cần phải chờ một chút này. Đó, đây các bạn để ý nhé. Nó bắt đầu nó đang tải về rồi này. Đó. Đây các bạn để ý nhá, bây giờ thì nó đang chuẩn bị cập nhật rồi này. Đó. Ok các bạn để ý nhá, như vậy là sau một cái thời gian cũng khá là lâu, chắc tầm khoảng hơn 10 phút, chắc phải mất tầm khoảng 15 phút đấy. Ở đây thì nó mới tải về nhá. Đó, nó mới tải cái phiên bản này về được. Đó, cái quá trình chuẩn bị thì nó đã tải về đây rồi nhá. Cái quá trình chuẩn bị của nó thì khá là lâu để nó tải cái bản này về. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt nhá. Đó, mình sẽ bấm vào là cài đặt bây giờ luôn này. Đó. Các bạn chờ một chút, nó đang xác minh bản cập nhật nhá. Ok, máy nó đang khởi động này, nó đang khởi động lại này. Đó, và bây giờ nó đã chạy cái thanh này này. Đó. Rồi cái đoạn này mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Đây các bạn để ý nhé. Đó, bây giờ thì nó lại khởi động lại một lần nữa này. Vừa nãy nó chạy xong cái thanh kia rồi và nó khởi động lại một lần nữa nhé. Đây các bạn để ý nhé. Bây giờ nó lại chạy cái thanh này lại, nó lại chạy một lần nữa này. Lần này thì nó sẽ chạy nhanh hơn lần trước nhé. Đó. Ok, như vậy là điện thoại mình nó đã khởi động lên rồi nhá. Đó, nó đã chạy xong và nó đã khởi động lên như này rồi này. Đó, bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái phím home này. Đó. Rồi mình sẽ nhập cái mật mã của mình vào này. Đó, mật mã mở khóa này. Đó, nó hiện lên cái màn hình là hoàn tất cập nhật phần mềm. Nó báo là iPhone của mình đã được cập nhật lên cái phiên bản iOS 16.7.2, cái phiên bản cao nhất ở cái thời điểm mình làm video này nhá. Đó.
Rồi mình sẽ bấm vào là tiếp tục này. Các bạn chờ một chút nhé. Rồi ở đây của mình là do mình chưa nâng cấp cái tài khoản iCloud của mình nên là nó hiện như này nhé. Thì mình cứ bấm vào là ở đây thì mình chưa muốn nâng cấp này, mình sẽ bấm vào các lựa chọn khác này, không nâng cấp này. Đó. Rồi ở đây nó hiện lên là các bạn có muốn thiết lập cái ví Apple Pay hay không nhé. Thì nếu mà các bạn muốn thiết lập thì các bạn chọn tiếp tục. Còn ở đây thì mình sẽ bấm là thiết lập sau trong ví nhé. Thiết lập sau trong ví này. Đó. Phân tích iPhone này. Thì các bạn có thể là chọn là chia sẻ với Apple hoặc là không chia sẻ nhé. Đó. Rồi đã đến cái màn hình là chào mừng bạn đến với iPhone. Thì mình sẽ bấm vào là bắt đầu này. Đó. Ok. Như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con iPhone của mình. Để có thể là sử dụng được rồi này. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho bạn coi lại cái thông tin. Đó, mình sẽ bấm vào là cài đặt này. Rồi mình sẽ chọn vào là cài đặt chung này. Chọn vào giới thiệu này. Đó, đây các bạn để ý nhá. Cái phiên bản iOS của mình đã lên được cái phiên bản 16.7.2. Cái phiên bản cao nhất ở cái thời điểm mình làm video này rồi nhá. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là cập nhật phần mềm hay là cập nhật cái phiên bản iOS trên iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X nên cái phiên bản iOS cao nhất ở cái thời điểm mình làm video này đó là 16.7.2 rồi nhé. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.